Con bữa nay ngày 21 tháng 5 2024, bà con từ ở dưới quận Cam mà lên Los vận động cho thành phố Los Angeles đổi ngày của John Fonda. Nhưng mà em đi ra ngoài á, em đi về á, bây giờ em thấy nó có cái hiện tượng lạ bà con. À, trên cái cầu á bà con, có cái logo mà có cái lá cờ đỏ, cho đỏ cờ vàng ba sọc đỏ bà con. À, bà con không biết, em mới có hiện tượng gì không nghe bà con. À, cái có logo đó thì nhịp cầu từ bên đây mà qua tới bên đây nè bà con. Bà con nhìn thấy lạ không? Bữa nay là chuyện lạ nghe, chuyện độc lạ nghe bà con. À, bữa nay chương trình là cái dự lực Gen Fonda là thành phố Los bầu 5 năm mà nghe bà con, đổi ngày rồi. Ngày 8 tháng 4 bà con, hết ngày 30 tháng 4 nghe bà con. À, bên đây cộng đồng người Việt Nam dưới quận Cam mà lên Los này cái bằng là ủng hộ đặng cho thành phố đổi ngày đó mà. Nhưng mà lúc trên đường đi về thì em thấy cái này nó hơi lạ lạ, em quay cho bà con. Này là đâu, trên thành phố Los Angeles nghe bà con. Nhưng mà chính giữa thì nó có cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa nè. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Này là trên nhịp cầu nghe bà con, nhịp cầu hai bên. Hai bên em thấy đều nhà lầu hết. Bà con thấy không, hai bên đều nhà lầu đẹp nha bà con. Độc lạ nha, nhà lầu rất đẹp nha bà con. Mà này không biết có điểm gì không nha. Em biết nha, em nhìn vậy em chỉ thấy Sam nói vậy thôi bà con. Em không có theo phe phái đảng phái nha bà con. Thấy không, lá cờ giữa nè bà con, thấy không? Thành Los nè không, thành đang ở thành phố Los nha bà con. Có lá cờ vàng ba sọc đỏ nằm ngay giữa cái cầu nè bà con, thấy không? Đó, xe chạy nè không? Đó, cầu từ bên đây nha, bên đây nhà lầu nha bà con, nhà lầu cao rõ nha, nhà lầu rất là cao nha bà con. Qua bên đây có nhịp cầu để đi ngang qua bên đây thì nhà lầu cũng là cao nha bà con. Đó, nhà lầu rất là cao. Nhưng mà em không biết cái này có cái điểm gì không thì em miễn bàn nha. Em chỉ thấy lạ lạ mà cho bà con coi thôi nha bà con. Đó, bà thấy không? Bà con thấy không? Bà con thấy không? Chính giữa này, chính giữa cái logo này không? Đó, ở trên là giống như là vua nè nha. Ở trên là giống như là vua. Ở giữa này giống như cái nhà lầu mà ở giữa cái dòng sông nè. Cái nhà lầu mà nằm giữa dòng sông thì sao ta dung giữa trời. Làm gì mà dung giữa trời? Chắc chuẩn bị trúng cái chơi hay sao vậy? Bà con thấy không? Cái nhà lầu của bà con. Cái nhà lầu mà chính giữa cái biển đó bà con. Cái nhà lầu chính giữa biển mà có lá cờ bay Việt Nam gì đó, cờ vàng ba sọc đỏ đó bà con. Trên cái bảo vua nè bà con. Cái này là cái nhịp cầu. Nhịp cầu nói hai bên nhà lầu. Cái này độc lạ bà con. Này không biết chuyện gì xảy ra nha. Bà con thấy không? Độc lạ nha. Bà con thấy độc lạ không? Nhà lầu nha bà con. Này ở đâu ta lót sẽ về lịch nha bà con. Nhịp cầu thành phố Los Angeles luôn. Thôi nè, em thua em miễn bàn. Bye bye bà con nha. Tự động bà con bàn cãi nha, em biết nha. Em thấy sao nói vậy nha. Giống như là thôi, bye bye bà con, để nói nhiều linh lắc bị chửi nữa. Bye bye bà con, chúc bà con mạnh khỏe nha.